Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả chúng ta đến với Live Chu Kỳ, livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tâm thức để đạt được chính xác kết quả về tài chính trong tháng 12 này. Và ngày hôm nay là ngày số 20, là bí mật kỳ diệu của tâm thức và tổng kết cái giai đoạn 20 ngày tiếp theo của chúng ta. Và xin nhắc lại là một lần nữa, tất cả những kiến thức trên livestream đều là những kiến thức thật, được ứng dụng thật ra kết quả thật. Và công thức này nó không chỉ đúng với một mình Dung mà đúng với rất rất nhiều các bậc thầy khác trong cộng đồng của chúng ta. Và nhớ là mỗi ngày chúng ta chỉ xem duy nhất một livestream duy nhất thôi. Mỗi ngày chỉ một livestream nữa thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một vài phút để các anh chị em có thể kịp tham dự livestream này của chúng ta nhé. Chào tỷ phú La Vũ Dương, chào tỷ phú La Trần Minh Đức. Đúng không ạ? Chào tỷ phú La Trần Nguyệt Ngô Thơ. Chào tỷ phú La Đại Quang Anh, Đinh Lan, Bùi Điệp. Chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường và tag những người bạn của chúng ta vào để các anh chị em dễ kịp tham dự livestream của chúng ta nhé. Chào tỷ phú La Hương Đặng, tỷ phú La Hoàng Tình, Tim Tim. Chào tỷ phú La Khúc Quang Vương, Liên Lisa. Chào tỷ phú La Đào Thị Tâm, Lý Lùng. Chào tỷ phú La Lê Duy Trương, Lê Nhẫn, Quảng Bá Tú. Trong lúc chờ đợi tất cả các anh chị em vào thì Dung cũng làm những việc hàng ngày của chúng ta, đó là việc chia sẻ livestream này trên tường nha. Chào tỷ phú La Nguyễn Mùa, Đinh Duy Khương, Châu Vũ Thị. Nguyễn Hồng, Hiền Nguyễn. Xin chào tất cả các tỷ phú La. Rồi, Dung lại chia sẻ livestream này trên tường. Chào tỷ phú La Minh Anh, Thanh Mai, Nguyễn Vũ Đăng Nguyên, Đỗ Thị Kim Huệ. Chào tỷ phú La Phùng Thao. Chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường để tất cả các anh chị em kịp tham dự livestream này của chúng ta nhé. Chào tỷ phú La Nguyễn Thị Phương, Kelly Diệu Thủy, chào tỷ phú La Thu Giang. Đó, chào tỷ phú La Thơ Anh, Đỗ Thị Kim Huệ. Chào tỷ phú La Trần Thủy, Hải Đỗ. Chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường để tất cả các anh chị em có khác bạn của chúng ta, những người thân của chúng ta có thể kịp tham dự livestream này. Chào tỷ phú La Hoàng Cường. Hoặc những anh chị nào mà đã chia sẻ livestream này trên 10 nhóm thì chúng ta có thể comment số 1 để cho Dung được biết được không nào. Những anh chị nào mà đã chia sẻ livestream này trên 20 nhóm thì có thể comment số 1 cho Dung được biết xem nào. Chào tỷ phú La Ngọc Phạm, chào tỷ phú La Hải Nguyễn nhé. Và xin chào tất cả các anh chị em. Chào tỷ phú La Trần Thị Nga, Thanh Mai, Nguyễn Thủy. Nhanh chúng ta nhanh chóng tag những người bạn của chúng ta vào và chia sẻ livestream này lên tường để tất cả các anh chị em và những người bạn của chúng ta có thể kịp tham dự livestream này của chúng ta nhé. Chào tỷ phú La Thân Anh 2, Mai Ngọc Quang. Đúng không ạ? Dung thì vừa từ Thái Bình lên, đúng không ạ? Về với gia đình một chút thôi, đúng không ạ? Và sau đó thì lại quay trở lại thủ đô rồi. Và những anh chị nào mà đã chia sẻ livestream trên 20 nhóm thì comment số 1 để cho Dung được biết nhé. Cảm ơn Nguyễn Trung Hiếu, chị Ngọc Phạm, Nguyễn Thủy đã chia sẻ trên 20 nhóm. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần bấm chia sẻ, sau ấn cho tích 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 thì là xong, đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn Mùa đã chia sẻ trên 20 nhóm nhé.
cảm ơn Nguyễn Hồng. Cham Trần đã chia sẻ trên 20 nhóm, gieo nhiều nhân tốt và nhận được một bầu trời quả ngọt. Đúng không ạ, những anh chị nào mà đã chia sẻ trên 20 nhóm và chia sẻ trên 20 nhóm rồi, chia sẻ trên tường rồi và 20 nhóm rồi thì comment số 1 cho mình biết nhé. Cảm ơn Hoàng Tinh, Trần Nguyệt, chị Trần Khen đã chia sẻ livestream này trên 20 nhóm. Hay quá, chào tỷ phú Lai Kim Trung Quách. Chào tỷ phú Lai Hoa Nguyễn. Cảm ơn Thu Giang, Phùng Thao đã chia sẻ trên 20 nhóm. Siêu tuyệt vời luôn, đúng không? Chúng ta siêu tuyệt vời luôn. Cảm ơn Đỗ Hoàng đã chia sẻ trên 20 nhóm nhé. Sao thì vừa là Trọng Phúc, Trọng Phú. Chúng ta nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường để tất cả các anh chị em nhé. Cảm ơn Thư Anh đã chia sẻ trên 20 nhóm nhé. Đúng ạ. Cảm ơn Nguyễn Mùa đã chia sẻ. Cảm ơn Trần Minh Đức đã chia sẻ trên 20 nhóm nhé. Cảm ơn Nguyễn Thị Phượng đã chia sẻ trên 20 nhóm. Chào tỷ phú La Nguyễn Thị Thu Hà. Chào tỷ phú La Vũ Trọng Hải, đúng không ạ? Chào tỷ phú La Hương Râu. Chúng ta nhanh chóng chia sẻ livestream này để các anh chị em, những người bạn thân của chúng ta kịp tham dự livestream này. Chào tỷ phú La Đào Thị Tâm. Cảm ơn Vũ Trọng Hải đã chia sẻ trên 20 nhóm. Những anh chị nào mà đã chia sẻ trên 20 nhóm thì comment số 1 để cho Dung biết nhé. Cảm ơn chị Oanh Nguyễn Kim Trung Quách đã chia sẻ. Lùng siêu tuyệt vời luôn, em đã chia sẻ 180 nhóm. Yes, tôi làm cho tiền sinh, cảm ơn tiền thức, cảm ơn tiền thức. Chúc mừng nghĩa luôn nhé. Xem như tốt và nhận được bầu trời quả ngọt. Hay quá luôn ơi, đúng không ạ? Chào tỷ phú La Hoàng Mạnh Hà. Chào tỷ phú La Phạm Khởi. Đúng không ạ? Xin chào tất cả anh chị em. Các chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường và mọi chia sẻ đáp những người bạn thân của chúng ta, những người rất là thân cận, đồng đội của chúng ta, những người cùng chúng ta phát triển vào livestream này để tất cả mọi người đã kịp tham dự livestream cùng chúng ta nhé. Chào tỷ phú La Nguyễn Hằng nhé. Những anh chị nào mà đã chia sẻ trên 20 nhóm thì comment số 1 để cho Dung được biết nhé. Rồi trong lúc mà chờ đợi tất cả các anh chị em kịp tham dự livestream này của chúng ta thì Dung tổng kết lại một chút cái kiến thức của ngày hôm qua chúng ta chia sẻ trong livestream số 19 là cách tiềm thức hưởng ứng con số lớn. Cảm ơn Nguyễn Thị Thu Hà đã chia sẻ trên 20 nhóm. Những anh chị nào mà chia sẻ trên 20 nhóm thì comment số 1 để cho Dung được biết nhé. Đúng không ạ? Thì ngày 19 ngày hôm qua thì chúng ta đã chia sẻ rất là cặn kẽ cái việc làm thế nào để tiềm thức hưởng ứng một con số lớn. Chào tỷ phú Lao, Đoàn Văn Việt, Nguyễn Mạnh Hà, Thủy Chu. Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Như chúng ta đã biết thì tiềm thức hưởng ứng với nhiều người và với nhiều con số khác nhau. Đúng không ạ? Thế thì có nhiều người thì tiềm thức hưởng ứng ở con số 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, nhưng có những người lại hưởng ứng con số 300 triệu, 500 triệu và 1 tỷ đồng, đến 20 tỷ đồng, đến 24 tỷ đồng. Thế thì tại sao mà lại tiềm thức lại hưởng ứng chúng, mỗi một người lại là hưởng ứng một cái con số khác nhau như vậy? Đúng không ạ? Một trong những quy luật mà chúng ta vĩ đại của vũ trụ đó là chúng ta đã biết rồi, đó là quy luật trong ngoài. Thế giới bên trong thì tạo ra thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Hay còn gọi là tư duy thì tạo ra kết quả. Thế thì mỗi người mang một cái tư duy về tài chính khác nhau, thì bộ dễ về tài chính khác nhau thì người ta sẽ tạo ra một cái kết quả về tài chính khác nhau, tạo ra một cái thu nhập về tài chính khác nhau. Thế thì để tiềm thức hưởng ứng con số lớn, đúng không ạ? Chúng ta nhớ là trong cái livestream số 1 chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta có cái tổng kết dựa trên cái lợi nhuận của 2 tháng trước của chúng ta, đúng không ạ? Cái mục tiêu lợi nhuận của tháng này, mục tiêu thu nhập của tháng này dựa trên lợi nhuận thu nhập của 2 tháng trước. Ví dụ như là nếu chúng ta thu nhập của tháng trước là 2 tháng trước là 10 triệu và 15 triệu thì tháng này chúng ta có thể đạt lên 18 triệu và 20 triệu. Nhưng đấy là với những người, đúng không ạ, dựa trên thu nhập của 2 tháng trước. Và với những bạn mà tháng này là tháng trước là 100 triệu, 120 triệu thì tháng này có thể đạt lên 150 triệu, 180 triệu. Thế những bạn mà tháng trước là 250 triệu thì tháng này có thể đạt lên là 300 triệu, 350 triệu. Đó, những bạn mà tháng trước là 500 triệu thì tháng này có thể đạt lên là 1 tỷ. Chỉ là gấp đôi thôi.
hoặc là 700 triệu, đúng không ạ? Dung nghĩ là 700 triệu hoặc là đến 1 tỷ. Thì dựa vào những cái tháng trước lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta đặt ra cái mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu thu nhập của tháng này. Thế thì đó là dựa vào gì ạ? Chúng ta thấy không ạ? Là tầng chúng ta, tầng tư duy nào thì tiềm thức sẽ hưởng ứng con số của tầng tư duy như vậy. Thế thì chúng ta có đồng ý Dung rằng là những cái bạn hay là những anh chị trong cộng đồng chúng ta mà trước cái tháng trước, cái tháng 10 và tháng 11 đạt được thu nhập là 300 triệu một tháng đi, mọi trung bình là 300 triệu một tháng, thì tức là tư duy của họ đã cao hơn không ạ? Có cao hơn không ạ? Cao hơn những người có tư duy là chỉ đạt được mức thu nhập là 10 đến 20 triệu một tháng không ạ? Tức là cao hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó, tức là họ đã có thời gian là rèn rũa rồi, họ phát triển tư duy rồi. Thì cái mục tiêu, cái yêu cầu đầu tiên, cái phương thức đầu tiên, cái cách làm đầu tiên mà giúp chúng ta tìm thức hưởng con số lớn đó là gì ạ? Chúng ta phải liên tục tăng tư duy về tài chính. Liên tục tăng tư duy về tài chính. À, như hôm trước thì chúng ta có cái so sánh giữa những cái bạn mà xem livestream của tháng 7 và mục tiêu lợi nhuận là tháng 12 này, và những bạn mà mới xem từ tháng 12 và mục tiêu lợi nhuận mới xem livestream tháng 12 và đưa ra cái lợi nhuận của tháng 12, thì chúng ta thấy là những cái bạn mà sẽ đã xem từ livestream tháng 7 khi mà các bạn đã có nền tảng tư duy sẵn rồi và các bạn phát triển tư duy dần dần ấy, thì tất cả như chúng ta đã thấy là cái làm một cái phép tính thử rất là đơn giản thôi, thì nhìn thấy là tất cả những cái bạn mà xem từ livestream tháng 7 ấy, tức là các bạn được bồi đắp tư duy dần dần, thì bây giờ thì thu nhập hay là cái tư duy của bạn đã rất là cao rồi, và cái thu nhập hàng tháng của bạn cũng rất là cao. Chào tỷ phú Lao Nguyễn Thị Thu Huyền nhé, đúng không ạ? Thì những cái bạn mà mới xem livestream tháng 12 là lần đầu tiên, thì chúng ta thấy là cái mức tài chính của chúng ta thì cũng chưa được cao lắm, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta liên tục phát triển tư duy này thì 6 tháng nữa thì chúng ta như nào? Mọi 6 tháng nữa thì chúng ta đạt một cái mức cái tăng trưởng cực kỳ lớn luôn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta liên tục phát triển về tư duy, đúng không ạ? Tình huống thứ hai, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết một cái quy luật nữa của vũ trụ, đó là gì ạ? Luật cân bằng. Đó là tổng tài sản của bạn thì bằng giá trị nội tại của bạn, và giá trị nội tại của bạn thì bằng tư duy gốc rễ của bạn và giá trị bạn trao đi cho cộng đồng, đúng không ạ? Hai yếu tố thì đầu tiên là mình phải phát triển tư duy này, thứ hai là mình phải gieo đẩy mạnh cái quy mô lên, tức là quy mô gieo nhân, gieo nhiều nhân tốt giúp đỡ được, gọi là chia sẻ cái tư duy để cho những nhiều người hơn, và phải chọn đúng nhân để gieo, đúng không ạ? Chọn đúng nhân gieo thì nó mới ra quả ngọt được, đúng không ạ? Chúng ta gieo những cái nhân, ví dụ như là chúng ta trồng lúa đi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại trồng những cái hạt giống mà nó lại bị hỏng ngay từ đầu, thì chúng ta có trồng, có chăm bón tốt đến đâu đi nữa thì cái hạt đấy nó nảy mầm lên thì cây lúa nó bị lép hạt thôi và không thu hoạch được, đúng không ạ? Và vì thế chúng ta phải chọn những cái hạt mầm nó chắc, nó khỏe, đúng không ạ? Nên chúng ta thấy là cái hạt mầm mà để làm giống ấy thì rất là chắc và khỏe, đúng không ạ? Là bởi vì trồng thì chúng ta càng chăm bón, càng chăm sóc ấy, thì cái quả nó càng lớn. Đó, thì chúng ta phải như thế, chúng ta phải chọn, đầu tiên là phải chọn gieo nhân, nhân tốt trước, sau đó là chúng ta mở rộng quy mô gieo nhân lên, đúng không ạ? Và chọn được nhân tốt thì chúng ta phải tìm được cái con đường mà nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để thành công. Là phải thành công, những con đường để thành công, đúng không ạ? Thế nếu mà chúng ta đưa cho, gieo cho những người khác những con đường, cái kiến thức mà bạn nói là thành công, nhưng chính bản thân chúng ta là ứng dụng chưa thành công, thì hay là những cái người xung quanh chúng ta cũng học những cái kiến thức đấy rồi mà ứng dụng thành công, thì mình có thể mình xem lại, đúng không ạ? Mà chúng ta lại gieo những nhân tốt, những cái kiến thức mà kiến thức thật nhé, mà đã được ứng dụng rồi và đã được kiểm chứng rồi, mọi thành công rồi, thì chúng ta bắt đầu là chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều trên nhiều nhân hơn và mở rộng quy mô lên, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như là trước đây thì đâu có ai mà biết về sức mạnh ý thức đâu, mới chỉ có Joseph Mofield là phát viết ra quyển sức mạnh ý thức, đúng không ạ? Và được xuất bản tại New York, và đến năm 2013 được ở Việt Nam. Nhưng khi mà Dung đọc rồi, Dung ứng dụng rồi, đúng không ạ? Dung thấy là ra kết quả rất là lớn, thì Dung bắt đầu chia sẻ chúng ta, thì chúng ta thấy là đã được kiểm chứng thị trường, đúng không ạ? Đó là kiến thức thật, đúng không ạ? Và ứng dụng thật và ra kết quả thật, ra nhiều tiền và là ra tiền thật và ra rất nhiều tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta phải chọn những cái gieo nhân tốt như vậy, đúng không ạ? Và một người mà lãnh đạo, một người mà dẫn đầu, thì chúng ta cần phải lựa chọn những con đường mà đúng nhất, con đường thẳng, ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để thành công, để giúp cho rất là nhiều người, bao gồm cả đội nhóm của mình, những người xung quanh của mình và gia đình mình để thành công. Và chúng ta là phải dựa trên lựa chọn, đó là phải dựa trên tầm nhìn, tư duy và kiến thức về tài chính và kiến thức thành công, đúng không ạ? Rồi thì đấy là một số cái tóm lược của trong livestream số 19, cách kiếm thức hưởng con số lớn, đúng không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, 300 các bậc thầy đã vào rồi, chúng ta nhanh chóng chia sẻ livestream này trên tường và trên nhiều nhóm luôn để mở rộng cái quy mô giao hàng của chúng ta. Bao nhiêu anh chị mà đã chia sẻ được trên 40 nhóm thì comment số 2 cho chúng tôi biết nhé. Mọi những anh chị nào mà chia sẻ được trên 40 nhóm thì comment số 2 để cho chúng tôi biết nhé.
anh chị nào mà comment chia sẻ được quy mô lớn hơn gấp đôi lần rồi, mà chúng ta đã chia sẻ trên 40 nhóm rồi, thì comment số 2 để Dung biết. Rất là tuyệt vời rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Thu Huyền đã chia sẻ trên 40 nhóm nhé. Cảm ơn Lý Lùng đã chia sẻ trên 40 nhóm. Cảm ơn chị Ngọc Phạm đã chia sẻ trên 40 nhóm. Và cảm ơn Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ trên 40 nhóm. Siêu tuyệt vời, dần gieo nhân tốt và nhận được bầu trời quả ngọt. Hay quá đúng không ạ? Rất là nhiều các anh chị đã chia sẻ trên 40 nhóm rồi. Đúng không ạ? Chúng ta rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chúng ta cùng chung tay góp sức và lan tỏa giá trị sống hạnh phúc đến cộng đồng chúng ta. Đúng không ạ? Cảm ơn Lê Thị Mỹ Linh đã chia sẻ trên 40 nhóm nhé, hay quá. À, rồi và một trong những cái bước cái hàng ngày của chúng ta đó là gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Tổng kết thành công. Và chúng ta hãy cùng comment 3 thành công trong ngày hôm nay chúng ta nhé. 3 thành công trong ngày hôm nay của chúng ta. Đúng không ạ? Thành công thứ nhất của Dung là hôm nay tiền về 9 triệu đồng. Yes. Wow, thơm châu thiệt sự cảm ơn, cảm ơn. Ngoại thành công số 2 đó là gì ạ? Là tiếp tục làm livestream ngày số 20 ngoại trong chu kỳ 30 ngày của Dung Soạn Thức. Thành công số 3 đó là về có một chuyến về quê siêu tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và lên Hà Nội an toàn, khỏe mạnh và giàu có. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Phương Mưa, Nguyễn Mùa đã chia sẻ trên 40 nhóm đúng không ạ? Cảm ơn Thanh Hai đã chia sẻ trên 40 nhóm nhé. Và bước số 2 đó là gì ạ? Chúng ta bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính. Cảm ơn Nguyễn Hồng đã chia sẻ trên 40 nhóm đúng không ạ? Bỏ quỹ tự do tài chính. Những anh chị nào mà đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi, kiểm điểm số dư rồi thì hãy và ăn mừng rồi thì comment số 3 để cho Dung biết nhé. Comment số 3 để cho Dung biết. Đúng không ạ? Ngày hôm nay Dung bỏ quỹ tự do tài chính 500.000. Thế thế yes, cảm ơn Đoàn Việt đã chia sẻ trên 40 nhóm nhé. Cảm ơn Trường Văn Tóc đã chia sẻ trên 40 nhóm. Đó, hay quá. Cảm ơn Nguyễn Thị Phượng đã chia sẻ 50 nhóm luôn, đúng không ạ? Siêu tuyệt vời. Cảm ơn Việt Nam, Trần Nguyệt, Thu Giang cũng đã chia sẻ trên 40 nhóm, hay quá. Chào tỷ phú Lâm Vũ Anh Hùng. Lý Lùng, ba thành công là một là đi offline câu lạc bộ với đội nhóm, hai là đi đường thông thoáng, ba xem livestream của tỷ phú đô la chị Dung. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi xem trần xin cảm ơn, cảm ơn. Hay quá. Nguyễn Thu Huyền, Lý Lùng, chị Phạm Linh, Lan, anh chị Quán Tạm đã bỏ vị trí chính kiểm điểm số bạn mừng rồi. Nguyễn Hồng cũng đã làm, hay quá. Mai Hồng Quang đã làm. Trần Minh Đức cũng đã làm. Bạn chúng ta cùng comment 3 thành công của chúng ta nhé trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chị Thanh Trần đã chia sẻ trên 40 nhóm nhé, siêu tuyệt vời. Ninh Duy Khương, 3 thành công của Khương là một ăn uống miễn phí, hai là được xem siêu thú, ba là xem live stream của chị Dung và chia sẻ đối tác cho đối tác mới. Yes, hoa tay cho xin hỏi cảm ơn chúc mạnh Khương nhé. Nguyễn Mùa, 3 thành công là một đi offline xuống blockchain của cộng đồng gia đình chiến lược, hai là tiền về 100.000 nhé, yeah. 3 là được ăn uống miễn phí. Yes, chúc mừng Nguyễn Mùa nhé. Ôi, chị Nguyễn Hằng ngày nào về tiền luôn, hay thật đấy. Chị Nguyễn Hằng siêu tuyệt vời luôn đấy, gọi là về đều đặn như vắt chăn luôn, ngày nào cũng về là ít nhất là trung bình 3 triệu. Wow, chị Nguyễn Hằng một là xem livestream ngày 13 lần 2. À, sorry anh chị. Ờ, à, đúng rồi. Nguyễn Hằng, ba thành công của chị Hằng là một là xem livestream ngày 13 lần 2 ghi chép từng câu từng chữ. Ôi hay quá, chúc mừng chị Hằng nhé. Hai là tiền về 2.889.000. Yes. Thôi xin cảm ơn, cảm ơn. Ba là được em trai cho 1 triệu. Yeah. Tuyệt vời luôn, chúc mừng chị Nguyễn Hằng nhé. Hay quá. Hoàng Tình, ba thành công của em là một là có thêm 5 mối quan hệ chất lượng. Ôi chúc mừng Tình nha, là ăn uống miễn phí, ba xem livestream chị Dung đúng giờ. Chúc mừng Hoàng Tình. Vũ Dương, ba thành công của em là một là đi học blockchain siêu hay, hai là xem livestream chị đúng giờ và chị giờ mọi người, ba là chuẩn bị lại gặp chị Dung. Chúc mừng Vũ Dương nhé.
chào tỷ phú Đinh Thị Phương Dung, Ngoan Đào, Thao Hoàng. Chúng ta nhanh chóng chia sẻ livestream trên tường để các anh chị kịp tham dự livestream này của chúng ta nhé. Ba thành công Mai Ngọc Quang là một đi offline chương trình blockchain hay là với con toàn ba xem livestream tỷ phú Trần Dung. Chúc mừng Mai Ngọc Quang nhé. Vốn Hùng, ba thành công của Hùng là: một là xem nội dung hay là kết nối năm đổi tháng mới; ba là tiền về 12 triệu đồng. Yes, mua tôi sẽ được sự cảm ơn, chúc mừng Vốn Hùng nhé, hay quá. Thắm Lê, ba thành công của Thắm là: một là nấu ăn siêu ngon cho gia đình; hai là chép từng câu từng chữ sau livestream số 3 tỷ của Trần Dung; ba là kịp xem livestream của tỷ Trần Dung, cũng là tiền về 25.000. Yes, chúc mừng Thắm nhé. Ngoại quá. Chúng ta về siêu nhiều tiền luôn. Ba anh cậu anh Trần Quang Giáp là: một là chép livestream từng câu từng chữ của tỷ phú Trần Dung; hai là chia sẻ giáo dục ý chữ dẫn 5 người và có thêm 5 mối quan hệ chất lượng; ba là xem livestream từ giờ đúng giờ. Chúc anh Giáp nhé. Thanh Mai, thành công xuất sắc là: một được tặng đôi giày xinh xắn; hai là không thể tin được, hai ngày liền hình dung bức tranh chồng trở đi mua đồ thì hôm nay chồng của nó là mai rảnh anh lại đi mua tặng cái váy siêu hay luôn. Dung ơi, cảm ơn Dung nhỉ. Chúc mừng Thanh Mai, ôi hay quá, siêu tuyệt vời. Ba là được ăn cùng nô em của gia đình, yeah. Anh chồng lại vừa cho thêm 500.000 nữa, vui quá, yes. Tôi cho tiền xin cảm ơn, chúc mừng Thanh Mai nhé, hay quá. Cô Quang Vương, ba thành công này của Vương là: một là chia sẻ phần 2 kiến thức thông tin và công nghệ blockchain trong cộng đồng giao dịch chất lượng; hai là tiền về tài khoản trong ngày là 202.156.000 và đầu tư trả cho mình trước, thêm gia tăng tài sản thêm một smart. Yes, tôi em cho tiền xin cảm ơn, cảm ơn. Ôi, chúc mừng cô Quang Vương nhé, siêu giàu, ba được đi ăn tối cùng với tỷ phú là Trần Dung. Phùng Thao, ba thành công của Thao là: một tiền về tay là 2 triệu đồng, yes, bỏ quỹ tài chính 2.010.000. Tôi em cho tiền xin cảm ơn, cảm ơn. Hai là xem livestream của chị Dung đúng giờ, tổng kết một năm siêu tuyệt vời, chúc mừng Thao nhé. Chị Đinh Thị Phương Dung, ba thành công này của chị Dung là: một là xem livestream tỷ phú La Trần Dung đúng giờ; hai là đi offline chia sẻ công nghệ blockchain; ba là ăn uống miễn phí, chúc mừng chị Đinh Thị Phương Dung nhé. Chị Thanh Trần, thành công trong này là ăn uống miễn phí, đọc 2 chương sách anh thức, được xem livestream tỷ phú La Trần Dung đúng giờ, chúc mừng chị Thanh Trần nhé. Vũ Anh, thành công là chia sẻ thêm cho một người bạn học lớp giáo dục hình chất lượng ngày 23/29/30/12. Ôi, chúc mừng Vũ Anh nhé. Hai là được thím cho 100.000. Yes, ngoài tôi cho tiền xin cảm ơn. Ba là xem là chị một tỷ phú Trần Dung đúng giờ. Hay quá. Chị Kim Trung Quách, ba thành công là: một đọc sách sức mạnh ý thức; hai là xem livestream tỷ phú La Trần Dung; ba là viết livestream được câu từng chữ ngày một. Ui giời, bây giờ viết ngày một đó chị, chậm quá, viết nhanh lên nhá. Ui hay nhở. Minh Hoàng, thành công của mình là tiền về 50.000. Yes, hôm qua tôi đã xin cảm ơn, cảm ơn. Dạy út đi làm cùng mẹ siêu ngoan, xem livestream của chị phú Trần Dung đúng giờ, bỏ quỹ tài chính. Hay quá, chúc mừng Minh Hoàng nhé. Chị Hương Đặng, thành công của ba thành công chị Hương Đặng là: một là hai con trai chị bỏ quỹ tài chính; hai là chị bỏ quỹ tài chính; ba là xem livestream của Trần Dung đúng giờ; bốn là hoàn toàn 100% mục tiêu của ngày. Chúc mừng chị Hương Đặng nhé. Năm là hai mẹ con cùng đi học. Chị Đào Tâm, thành công là: một nghe chia sẻ blog trường Vương siêu hay; thành công số 2 là tiếp tục làm livestream ngày số 18, ăn uống miễn phí và xem livestream tỷ phú La Trần Dung rộng. Tâm cho xin cảm ơn, xin cảm ơn, chúc mừng chị Đào Tâm nhé. Nguyễn Thị Thu Hòa, thành công là: một là tiền về 5.747.000. Yes, tâm cho xin cảm ơn, xin cảm ơn. Được ăn uống miễn phí, chia sẻ cho 3 người về công nghệ blockchain, xem livestream tỷ phú La Trần Dung đúng giờ. Yes, hay quá. Dung đang đọc livestream trên máy tính anh chị ạ, cho nó nhanh. Wow. Thân Anh 2, ba thành công của Thân Anh 2 là có thêm 5 mối quan hệ, ăn uống miễn phí và xem livestream tỷ phú La Trần Dung giờ. Chúc mừng Thân Anh 2 nhé. Hay quá.
mình thấy là xem trên máy tính thì có nhiều thành công hơn đấy. Chị Ngọc Phạm là một là viết từng câu từng chữ anh số 6 cùng gia đình đi chơi Noel sẽ vui và xem là chiều tỷ phú là trở xuống giờ. Chúc mừng chị Ngọc Phạm nhé, hay quá. Nguyễn Thủy tiền về 688 triệu, yes, tôi sâu từ xin cảm ơn, xin cảm ơn, chúc mừng Thủy nhé. Hai là chia sẻ sự hạnh phúc cho một người, ba là xem là chị bị đúng giờ, hay quá đúng không ạ. Thu Giang thành công là một là có thêm hai mối quan hệ chất lượng, đọc sách sức mạnh thức xem là chỉnh thủ là chỉnh thủ giảm, tôi chưa thể xin cảm ơn, chúc mừng Giang nhé. Chúng ta nhanh chóng comment thành công của chúng ta đúng không ạ, tập trung vào thành công để nuôi dưỡng thành công. Ok đúng không ạ? Và bước số 2 của chúng ta đó là đúng không ạ? Tuyên bố. À bước số 3 của chúng ta đó là gì ạ? Tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho việc sử dụng sức mạnh thức. Chúng ta cùng tuyên bố với Dung nhé. Tôi là một thầy sử dụng sức mạnh thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một, tôi kiếm tiền bằng tiềm thức. Tôi là tỷ phú lại. Yes. Đúng không ạ? Làm cho tài sản quan tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Đúng không ạ? À, việc số 4 đó là gì ạ? Chúng ta cùng ạ? Tái thiết lập lại bản tài chính trong tâm thức. À, chúng ta cùng tuyên bố cùng ví dụ nhé. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi rất nhiều tiền. Tôi tự do mà tài chính tôi làm việc của tôi lựa chọn như vậy. Tôi có đủ mức thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Công việc làm thêm ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi, tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của chính tôi tạo ra số lượng chính sách cho thành công về mặt tài chính của tôi. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là sức mạnh, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành đạt và giàu có. Tôi giàu có vì tôi làm những việc mà tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cừ khôi. Tôi biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là tỷ phú lạc. Yes. Nên trong tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Đó, thế à. Và bước số 5 của chúng ta là gì ạ? Là liên tục hình dung tưởng tượng về bức tranh kết quả tài chính 30 ngày và bức tranh kết quả tài chính 6 tháng của chúng ta đúng không ạ? Liên tục một ngày luôn. Đó. Đó là 5 bước mà chúng ta phải làm hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày chúng ta đều cần phải làm một cách chính xác. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một live stream, đó là đến cái chu kỳ em là ngày thứ 20 trong 20 ngày xem live stream rồi đúng không ạ. Và chúng ta sẽ đến cái chu kỳ là tổng kết, ngoại chúng ta nói rồi, tổng kết luôn, tổng kết con số lại. Thế thì câu hỏi số 1 đúng không ạ, đó chính là tổng kết tổng số tiền trong suốt 20 ngày live stream là bao nhiêu, ngoại tổng số tiền trong suốt 20 ngày live stream để tiến tới điểm này đúng không ạ. Có một số ngày chúng ta có báo nghỉ là để Dung làm chương trình chất lượng và làm xem cổ vũ bóng đá, nhưng thì chúng ta tính đến ngày hôm nay luôn đúng không ạ, là tổng từ ngày livestream số 1 đến ngày livestream số 20 là ngày đến ngày hôm nay, thì chúng ta tổng dòng tiền là chúng ta đã về tài khoản bao nhiêu, với bất kỳ số tiền nào về tài khoản đều được tính nhé. Wow.
Trong thì cấu trúc của chúng ta là gì ạ? À, viết chúng ta sẽ ghi là gì ạ? Trong 20 ngày tháng 7 tổng tiền về là, đúng không ạ? Đây là cấu trúc của chúng ta nhé. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói là gì ạ? Trong 20 ngày tháng 7 thì tổng dòng tiền về chúng ta là bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Bây giờ cơ thể đang phản ứng được tốt hơn đấy ạ. Thưa anh, hôm nay tiền thành công của thưa anh hôm nay là tiền về là 20.250.000. À, tôi cho tiền xin cảm ơn thưa ơi. Hay là chia sẻ hai ngày bạn đi cà phê gặp chị Trần Dung á. Chia sẻ cà phê với hai người bạn. Ba là offline câu lạc bộ blockchain, của chuyên gia công nghệ blockchain Thu Hoàng Vương. Chúc mừng thưa anh nhé. À, Nguyễn Thu Huyền, trong 20 ngày tháng 7 tổng dòng tiền về là 960 triệu. Yes, tôi trong tiền xin cảm ơn. Cảm ơn, hay quá. Chúc mừng Nguyễn Thu Huyền nhé. Yêu tuyệt vời luôn, chúc mừng Nguyễn Thị Thu Huyền. À, anh Nguyễn ba thành công trong ngày hôm nay là bỏ quỹ tài chính tiền về 1.300.000, xem là chương đúng giờ và tặng miễn phí, chúc mừng anh Nguyễn nhé. Hoa Nguyễn, tổng tiền về trong 20 ngày là 302 triệu, chúc mừng Hoa Nguyễn nhé. Nguyễn Huyền, trong 20 ngày thì tổng tiền về là 14.250.000, hay quá. Chúc mừng Nguyễn Huyền nhé. Nguyễn Mùa, trong 20 ngày livestream tổng dòng tiền của Mùa về là 1.345.922.000. Yes, ngoài tôi xin cảm ơn. Chúc mừng Nguyễn Mùa nhé. Ngô Thơ, trong 20 ngày tháng 12 tổng dòng tiền về là 100 triệu. Hay quá, chúc mừng Ngô Thơ nhé. Mọi chúng ta nhanh chóng nào. Trần Quang Giáp, trong 20 ngày tháng 7 tổng tiền về là 31.400.000. Yes, chúc mừng anh Giáp nhé. Phạm Thị Hòa, trong 20 ngày tổng tiền về là 7 triệu đồng. Hay quá, chúc mừng chị Phạm Thị Hòa. Đinh Duy Khương, tổng tiền về trong 20 ngày là của anh Khương là 720 triệu. Yes. Wow, tôi xin tiền xin cảm ơn chị ơi. Hay quá, anh chị em mình về nhiều tiền thế nhỉ. Hương. Hương này, tổng tiền về của mình trong 20 ngày là 85,7 triệu. Yes. Wow, tôi xin tiền xin cảm ơn chị ơi. Hay quá, chúc mừng tất cả mọi người nhé, nhiều tiền quá. Đinh Thị Phương Dung, tổng trong 20 ngày tổng dòng tiền về là 85.302.000. Hay quá, chúc mừng chị Đinh Thị Phương Dung nhé. Đoàn Văn Việt, tổng dòng tiền về trong 20 ngày là 403.900.000. Ôi, sức lượng, ngoài tôi chưa tiền xin cảm ơn rồi. Chúc mừng Đoàn Văn Việt. Khúc Quang Vương, tổng tiền về trong 20 ngày của Vương là 4.847.764.920.000. Hay quá, chúc mừng các bạn nhé. Mua tôi cho tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. 4.8 tỷ. Ngoại ôi, tháng 12 này rất là bùng nổ với Khúc Quang Vương này. Trần Khen, 20 ngày, tháng 12 chị Khen tổng dòng tiền về là 892.511.000. Mua tôi cho tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ôi, hay quá, tất cả anh chị em mình về rất là nhiều tiền luôn. Chị Nguyễn Hằng, tổng tiền về trong 20 ngày là 70.956.000. Yes. Mua tôi xin cảm ơn, xin cảm ơn. Chúc mừng chị Nguyễn Hằng nhé. Ngọc Phạm, tổng số tiền về trong 20 ngày chị Ngọc Phạm là 132 triệu. Yes, tôi xin cảm ơn, xin cảm ơn. Chúc mừng chị Ngọc Phạm nhé. Thưa anh, trong 20 ngày tháng 12 tổng số tiền của em về là 122.466.000. Yes, tôi xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Quý Lý Lùng này, chàng trai dân tộc người Hơ Mông, tổng dòng tiền về trong 20 ngày của Lùng là 59 triệu. Chúc mừng Lùng nha. Trời ơi, bạn tiểu dân tộc, người dân tộc vào lên đây học với Dung đấy. Ai quá Lùng ơi. Hoàng Tình, tổng dòng tiền về trong 20 ngày của em là 254.637.000. Tôi xin cảm ơn, chúc mừng Tình nhé.
Nguyễn Thu Hà, trong 20 ngày tổng số tiền về của tỷ phú La Thu Hà là 1.284.949.000. Chúc mừng Hà nhé. Thông Vũ Văn, Vũ Văn Hùng, tổng số tiền trong 20 ngày tháng 12 của em là về của Hùng là 260.013.000. Yes, mua tôi số tiền xin cảm ơn. Chúc mừng Hùng chứ. Thu Giang, tổng tiền về trong 20 ngày của em là 105.415.000. Yes, chúc mừng Giang, mua tôi số tiền xin cảm ơn. Chúng ta phải tổng kết đi ạ. Mai Ngọc Quang, tổng số dòng tiền về trong 20 ngày của Quang là 650.000.000. Yes, mua tôi số tiền xin cảm ơn. Chúc mừng Quang nhé. Hay quá. Bứt phá ngoạn mục. Đúng không ạ? Tháng 12 của chúng ta là rất là tuyệt vời luôn, bởi vì rất là nhiều những anh chị trong cộng đồng của chúng ta đã đạt được những con số về tiền rất là lớn luôn. Đúng không ạ? Đấy là cũng điều hiển nhiên thôi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta rất là nghiêm túc, chúng ta xem chính xác là liên tục các livestream của Trần Dung và đi học liên tục các chương trình của Trần Dung, đúng không ạ? Vì đấy nên chúng ta về tiền là điều rất là hiển nhiên thôi. Đúng không ạ? Và tổng dòng tiền của Dung về trong 20 ngày tôi tính đến thời điểm này là 24 tỷ. Yes, đúng không ạ? Tôi em xong tiền, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Các bạn, chúng ta nhanh chóng tiếp tục và tổng kết lại số tiền đi ạ. Sau 20 ngày của mình về 20 ngày tổng số tiền về trong 20 ngày của tháng 7 này, à tháng 12 này của chúng ta là bao nhiêu? Đấy, nói là tháng 7 đúng không ạ? Tháng 12. Vũ Dương, tổng số tiền của Dương trong 20 ngày về là 276.300.000. Yes. À tôi có tiền xin cảm ơn rồi. Chúc mừng Vũ Dương nhé. Ấy quá Dương ơi. Đúng rồi, chúng ta tiếp tục tổng kết đi ạ. Chúng ta cần phải tổng kết thì chúng ta mới có đạt được những con số và lớn hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta thấy Dương thấy rất là nhiều anh chị đang xem livestream nhưng vẫn chưa tổng kết, chúng ta nhanh chóng tổng kết đi ạ. Vì thực ra là tổng kết như này là gì ạ? Tốt cho chúng ta, đúng không ạ? Tập trung vào số dư thì số dư mở rộng. Đỗ Thị Kim Huế, tổng số tiền ông đến hôm nay về là của Huế là 90.000.000. Mua tôi cho tiền xin cảm ơn, chúc mừng Đỗ Thị Kim Huế nhá, hay quá. Tân Anh Hai, tổng dòng tiền mà em về trong 20 ngày là 46.000.000. Ông Dương Diệp xin cảm ơn, chúc mừng Tân Anh Hai nhé. Đào Thị Tâm, tổng dòng tiền về 20 ngày là 413.712.000. Yes, ông Dương Diệp xin cảm ơn. À, nhắc đến chị Tâm thì Dung nhớ là có một lần chị nói là bấm vào đây. Đây nữa. Xin rất là xin chúc mừng tất cả anh chị em. Phùng Thao, tổng dòng tiền của em trong 20 ngày về là 423.407.000. Yes, mua tôi cho tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Đấy, khỏi luôn rồi, hay quá. Cảm ơn chị Tâm nhé. Nhắc nhở comment phát là mình nhớ ngay ra cách đấy luôn. Wow, ui, đội mình về siêu nhiều tiền luôn. Hay thật đấy. Cộng đồng mình là gì ạ? Chỉ cần xem livestream đúng với ứng dụng sức mạnh thức là chúng ta về rất là nhiều tiền rồi, đúng không ạ? Vì chúng ta sử dụng tất cả nguồn lực của tất cả vũ trụ luôn. Chúng ta sử dụng các quý nhân phù trợ và các nguồn lực để đạt được mục tiêu, vì thế nên là chúng ta thực thi rất là nhanh luôn, đúng không ạ? Và rất nhiều anh chị là mới thứ ngày thứ 19 rồi đã đạt được mục tiêu rồi. Minh Anh, tổng dòng tiền của em về trong 20 ngày là 80.200.000. Yes, tôi số tiền xin cảm ơn rồi, chúc mừng Minh Anh nhé, hay quá. Chúng ta lại tiếp tục tổng kết số tiền của mình đi ạ. Chúng ta không ạ, phải nhanh chóng tổng kết. Như chúng ta thấy đấy, bởi vì sao ạ? Là bởi vì như tất cả các anh chị em mà đã có sẵn con số là bởi vì ngày nào chúng ta tổng kết, đúng không ạ? Mỗi ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3 thì chúng ta đều tổng kết số tiền, nên là ngay lập tức khi mà Dung nói là tổng kết 20 ngày là rất nhiều anh chị đã có luôn rồi, đúng không ạ?
anh Harry Hào tổng dòng tiền trong 20 ngày là 317 triệu. Yes. Tôi số tiền xin cảm ơn xin rồi. Chúc anh Hào nhá, hay quá. Đúng không ạ? Siêu nhiều tiền luôn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết đến sức mạnh tức là gì ạ? Chúng ta biết là dòng chảy của vũ trụ về tài chính ở đâu, và chúng ta chỉ cần đặt mình ở cái dòng chảy đấy là tự động tiền nó về rất là nhiều luôn. Siêu nhiều tiền luôn. Wow, vì thế nên chúng ta phải có thói quen là tổng kết tất cả mọi con số anh chị nhé, liên tục phải có thói quen là tổng kết lại, được chưa? Nếu mà chúng ta chưa có thói quen tổng kết lại thì bây giờ đúng không ạ, chúng ta sẽ tổng kết lại, nó chưa dễ. Thế nên là mỗi ngày chúng ta đều phải ghi chép lại, như là Dung đều có ghi chép lại như này, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải làm như vậy. Đặng Hà Vân, tổng dòng tiền của Vân Hà Vân về trong 20 ngày là 1,849,639,000. Yes, tôi đang chung tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn, chúc mừng Đặng Hà Vân nhé, hay quá. Rất là vời luôn. Đấy, đấy, rất là bất ngờ đúng không ạ? Chúng ta cần phải nhanh chóng tổng kết cái con số của mình đúng không ạ? Dùng cho chúng ta thời gian thì chúng ta nhanh chóng tổng kết lại. Thế là điều đấy là vì rút kinh nghiệm cho tháng sau đúng không ạ? Là mỗi ngày chúng ta đều phải tổng kết. Để gì ạ? Đến ngày 10, ngày 20, ngày 30 thì chúng ta đã có sẵn con số trong sổ rồi. Bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta phải tổng kết thì nó chưa nhanh, mà là chúng ta đã ghi sẵn vào rồi và chúng ta phải tổng kết liên tục từng ngày. Rồi, đúng không ạ? Câu hỏi số 2 đó là gì ạ? Tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 7 này thì gấp bao nhiêu lần so với tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 6? Tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 7 thì gấp bao nhiêu lần so với 20 ngày của tháng 6? Đó, chúng ta thấy hay chưa? Tổng tiền về, mọi câu hỏi số 2 là gì ạ? Tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 7 này thì gấp bao nhiêu lần 20 ngày của tháng 6 nhé. 20 ngày thôi chứ không tính 3 cả tháng 6 nhé. Cảm ơn Việt nhé. Chị Dung tỏa ra nguồn năng lượng. À, tháng 12 tháng 1 nhé. Chị Dung đang tỏa nguồn năng lượng thuần khiết, mang năng lượng giàu có thành công đến tất cả mọi người. Mong mà tôi đã nhận được. Mọi chúng ta đã ghi là gì? Tổng đồng tiền về của tháng 12 thì gấp bao nhiêu lần 20 ngày của tháng 11? Được chưa? Nguyễn Thu Hà Nguyễn, trong 20 ngày tổng thống 12 là tổng thống tiền về là 20,202,000. Hay quá, chúc mừng Thu Hà Nguyễn nhé. Ôi giời, cô Ngô Thị Hiền, tổng thống tiền của cô về trong 20 ngày là 540 triệu. Yes, ngoa tôi sâu tiền xin cảm ơn. Hay quá, cô Hiền là một trong những mà người cô mà rất là tích cực trong cộng đồng của chúng ta. Là cô là gì ạ? Cô là đã khá lớn tuổi rồi, bây giờ cô là đến tuổi 48 rồi, gần 50 tuổi rồi. Đúng không ạ? Và như chúng ta thấy là cô vẫn rất là nghiêm túc đi học và xem livestream về ghi chép bản thân đọc sách nữa. Thì tổng dòng tiền cô về trong 20 ngày là 540 triệu. Hay quá, cô Hiền nói chúc mừng cô Hiền nhé. Rồi chúng tôi xin hỏi rồi. Lucky Đỗ là gấp 3 lần. Rồi, chúc mừng Đỗ, Lucky Đỗ nhé. Ngọc Quang là tổng tiền về tháng trong 20 ngày thì gấp 3 lần tháng 11. Gấp 3 lần 20 ngày tháng 11 hay là gấp 3 lần tháng 11 hả Quang ơi? Phải comment cho chuẩn nhé. Lucky Đỗ này tổng dòng tiền về trong 20 ngày là 117,814,430 đồng, gấp 3 lần 20 ngày tháng 11. Yes, thôi rồi, xin cảm ơn rồi. Hay quá, 3 lần là ví dụ như là tháng này mình đang lợi nhuận là 3 tỷ là tháng sau là lợi nhuận của mình là 10 tỷ đấy. Đúng không? Vui quá, hay là tháng này lợi nhuận của mình 5 tỷ thì tháng sau mình là 15 tỷ đấy. Hay không? 3 lần là lớn lắm, 300% đấy. Với Nguyễn, tổng tiền về của tháng 12 của em là 17,921,000. Yes, thôi rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Và Nguyễn Mùa là tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 12 thì gấp 3,4 lần 20 ngày tháng 11. Chúc mừng Nguyễn Mùa nhé. Vũ Dương này tổng dòng tiền trong 20 ngày tháng 12 thì gấp 6,9 lần 20 ngày tháng 11. Ui, chúc mừng Dương nhé, siêu tuyệt vời. Tôi cho tiền xin cảm ơn rất lớn. Thế là thí dụ như là tháng này mình kiếm là 5 tỷ thì mình gấp 7 lần lên là tháng sau mình kiếm 35 tỷ. Wow.
Triệu phú đô la là điều hiển nhiên. Tiền đến với tôi trong sự dễ dàng. Đô la, 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 đô la. Và Trần Quang Giáp tổng dòng tiền 20 ngày trong tháng 12 thì gấp 5 lần tổng dòng tiền về trong tháng 11. Ôi, chúc mừng anh Trần Quang Giáp nhé, hay quá. Khúc Quang Vương này, tiền về 20 ngày tháng 12 của Vương gấp 9,33 lần so với 20 ngày tháng 11. 9,3 lần, thế là nếu mà tháng này là 5 tỷ thì tháng sau là hơn 40 tỷ. 45 tỷ chứ, sorry, ừ. Đúng không ạ? 5 tỷ mà thì lần sau phải là 46 tỷ. Ôi giời. Thì chúng ta lại hát trở thành gì ạ? Tỷ phú đô la là điều hiển nhiên. Tỷ phú đô la là điều dễ dàng. Chúc mừng Quang Vương nhá, siêu tuyệt vời luôn. Ôi giời ơi, Lý Lùng. Đúng ạ, con số đúng là thật tuyệt vời luôn. Lý Lùng tổng số tiền về trong 20 ngày tháng 12 thì gấp 10 lần so với 20 ngày tháng 11. Yes. Tôi số tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Hay quá. Vậy là gấp 10 lần, tức là tháng này là mình có 5 tỷ, tháng sau mình có 50 tỷ. Hay thế. Đó là Dung nói về con số lớn đúng không ạ? 10 lần là gấp lên là 1000% rồi. 1000% đấy. Sự tăng trưởng là 1000%, đó là một con số tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp mà tất cả các gọi là chủ tập đoàn, chủ doanh nghiệp nặng mong muốn luôn. Minh Anh tổng dòng tiền 20 ngày tháng 12 của Minh Anh thì gấp 2 lần so với 20 ngày tháng 11. Chúc mừng Minh Anh nhé. Của Đỗ Kim Huế là gấp 2 lần. Mai Ngọc Quang. Gấp 3 lần cả tháng 11. Đúng không ạ? À, Mai Ngọc Quang là dòng tiền 20 ngày tháng 12 gấp 3 lần cả tháng 11. Không, chỉ tính là 20 ngày tháng 11 thôi Quang ơi. Phải tính chuẩn xác chứ, sợ tính lệch như vậy. Ví dụ như là làm sao mà chúng ta có thể so sánh giữa là một ông là hẹt và một ông là kilo hẹt trên dây được hả Quang? Mà chúng ta phải quy đổi về đúng cái chuẩn mực, gọi là chuẩn mực của đơn vị chứ. Chị Ngọc Phạm là tổng tiền về trong 20 ngày của tháng 12 thì gấp 3 lần so với 20 ngày tháng 11. Anh Trần Cường Giáp là gấp 5 lần. Hay quá. Chị Nguyễn Hằng là tổng dòng tiền 20 ngày tháng 12 thì gấp 3 lần so với 20 ngày tháng 11. Yes. Tôi số tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thế chứ. Đúng không ạ? Thưa anh là gấp 2 lần. Chị Tâm là gấp 1,78 lần. Đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục tổng kết con số chúng ta và comment lại nhé. Bởi vì có nhiều comment là của Dung đang chưa hiện. Sao nó chưa hiện nhỉ? Chắc là Dung lại phải vào Facebook và bằng lát máy tính thôi. Để xem là chúng ta có comment là Dung đọc được không. Chị Hạnh Linh là tổng số tiền của chị trong 20 ngày tháng 12 gấp 6,7 lần so với 20 ngày tháng 11. Yeah. Đây, số tiền xin cảm ơn, xin cảm ơn. Chúc mừng chị Hạnh Linh nhé. Siêu tuyệt vời luôn. Tùng Lê là gấp 3 lần. Chị Phạm Thị Linh Loan là gấp 2,6 lần. Tim Tim là gấp 2 lần. Hay quá, chúng ta đều đạt được những con số rất là tuyệt vời luôn. Nguyễn Trung Hiếu là gấp 2 lần. Mai Ngọc Quang là gấp 4,3 lần. Hay quá đấy, tính chính xác đấy. Phùng Thao là gấp 4,2 lần. Hay quá, toàn là 430%, 420%. Con số cực kỳ lớn luôn.
Chị Trần khen là gấp 3,5 lần. 20 ngày tháng 12 gấp 3,5 lần so với 20 ngày tháng 11. 350% rồi. Hùng Vũ Văn là gấp 3,56 lần. 20 ngày tháng 12 gấp 3,56 lần so với tháng 11. Yes, tôi xin cảm ơn, xin cảm ơn. Hay quá. Chị Phạm Thị Linh Loan là gấp 2,6 lần. À đây, chị Đinh Thị Phương Dung là gấp 1,5 lần. Hay quá, gọi là cái sự tăng trưởng rất là vượt bậc luôn, 150% rồi. Hoàng Tình là gấp 10 lần. Úi, tổng dòng tiền của em trong 20 ngày tháng 12 gấp 10 lần 20 ngày tháng 11. Phạm Thị Đường Thị Hồng Hạnh là 20 ngày tháng 12 gấp 2,1 lần so với tháng 11. Hay quá, chúc mừng Hoàng Tình với Phạm Thị Hồng Hạnh nhé. Hoàng Tình gấp 10 lần rất là tuyệt vời đấy. 1000% luôn. Gọi là đúng rồi, toàn con số tăng trưởng mà các chủ doanh nghiệp ngoài kia rất là khao khát luôn. Chúng ta tiếp tục comment nhé. Có rất là nhiều anh chị là Dung còn chưa đọc được comment luôn ý. Chúng ta comment lại nhé. Và chúng ta comment lại đi, bởi vì bây giờ là Dung đang dùng máy tính luôn rồi. Vì thế nên là chúng ta comment lại luôn thì Dung sẽ đọc được luôn. Đúng không? Chứ vừa luôn đúng không? Ngày hôm nay chúng ta rất là giàu luôn. Chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta tổng kết lại thì sao ạ? Tập trung vào số dư thì số dư mở rộng. Tập trung vào số lần tăng trưởng thì số lần tăng trưởng mở rộng. Kiệt Trần đúng không ạ? Anh Kiệt Trần là tổng 20 ngày của tháng 12 thì gấp 1,5 lần 20 ngày tháng 11. Yes. Tôi xin thiệt xin cảm ơn, cảm ơn. May quá. Sự vừa vừa luôn. Con số rất lớn. Con số thì luôn là thật đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái kết quả của chúng ta là gì ạ? Cần phải tạo ra một kết quả thật. Và như thế thì tất cả những kiến thức này thì mới là những kiến thức thật mà giúp chúng ta thực sự đạt được cái sự thành công. Con số thì luôn luôn nói thật đúng không anh chị? Khi mà chúng ta tính con số thì luôn luôn nói thật rồi. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hay quá, chúng ta tiếp tục comment con số của mình nhé. Comment đi, khi nào mình Dung đọc được thì thôi. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta vẫn đang tính nữa thì chúng ta sẽ tính nhanh chóng tính đúng không ạ? Rồi, câu hỏi số 3 này đúng không ạ? Là chúng ta sẽ gì ạ? Trong tháng 12 này chúng ta sẽ ghi ra 3 cái việc làm hay là 3 cái điều mà khác biệt nhất và quan trọng nhất giúp chúng ta đạt được mức tăng trưởng kỷ lục này. Đúng không ạ? Chúng ta trong cái tháng 12 này đúng không ạ? Trong 20 ngày vừa rồi thì chúng ta ghi ra cái 3 cái điều mà chúng ta cảm thấy khác biệt nhất và quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta mà để đạt được mức tăng trưởng kỷ lục này. Tăng trưởng kỷ lục này. Ôi, Nguyễn Thuận Mỹ là em gấp 2 lần 81 chị ơi. Chúc mừng Nguyễn Thuận Mỹ nhé. Thu Hà Nguyễn. Ôi dồi, gấp 9 lần á, hay 90 lần đây. Liên Lisa là gấp 3 lần so với 20 ngày tháng 11. Chúc mừng Liên nhé. Chúc mừng Thu Hà Nguyễn nhé, hay quá. Minh Anh, tổng dòng tiền của em về trong 20 ngày là 100.230.000, gấp 2,5 lần. Chúc mừng Minh Anh nhé. Oanh Nguyễn là tổng dòng tiền trong 20 ngày của tháng 12 thì gấp 1,5 lần so với 20 ngày tháng 11. Chúc mừng anh Nguyễn nhé. Hải Tạ là tổng dòng tiền 20 ngày trong tháng 12 gấp 2,5 lần tháng 11. Chúc mừng Hải Tạ nhé. Đó, chúng ta phải liên tục là phải tính ra nhé. Khi mà chúng ta gì tính được cái sự tăng trưởng như này thì tháng sau thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tính được sự tăng trưởng này thì tháng sau á nó sẽ tăng trưởng còn nhiều hơn tháng này nữa.
cùng comment 3 cái điều khác biệt nhất nhé. Hoa Nguyễn là dòng tiền tháng 12 này về gấp 2,2 lần so với 2 tháng 11. Mà 220% rồi, hay quá mà. Mọi chúng ta chụp lời rằng hay quá. Nguyễn Phương Nghi là ôi, tổng dòng tiền trong 20 ngày tháng 12 thì gấp 10 lần so với tháng 11. Đấy, có rất nhiều anh chị đạt được những con số rất là ấn tượng luôn. Tùng Lê là 20 ngày em về tiền là 323 triệu. Ồ, chúc mừng Tùng Lê nhé. Lý Nghiêm là dòng tiền về gấp 2,5 lần. Hay ghê luôn. Rồi, ba cái yếu tố mà rất là quan trọng của Nguyễn Thị Phượng đó là gì? Ba cái điều mà thấy khác biệt nhất trong tháng 12 này so với các tháng trước ấy. Thứ nhất là xem livestream của Trần Dung này. Thứ hai là ghi chép lại livestream cẩn thận. Thứ ba là tuyên bố trước gương. Rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nguyễn Thị Phượng. Đường Thị Hồng Hạnh. Ba điều mà khác biệt nhất mà của Hồng Hạnh đó là gì? Một là chép livestream từng câu từng chữ. Hai là xem livestream mới tháng 12 của chị Dung đầy đủ. Thứ ba là chia sẻ được nhiều bạn bè nhiều gì chất lượng. Chúc mừng Đường Thị Hồng Hạnh nhé, rất là hay. Mà chính xác như vậy, tư duy về kết hợp cả hành động nữa. Thương Trần, ô, tổng tiền về của em là trong 20 ngày là 17.136.000. Em đã đạt được mục tiêu tài chính tháng 12 rồi chị ơi. Yeah. Tôi sau tiền xin cảm ơn chị ơi. Chúc mừng Thương Trần nhé. Hay quá, em cảm ơn chị tỷ phú La Trần rất nhiều. Ôi, siêu vời luôn. Chúc mừng Thương Trần nhận tiếp tục giữ đà này tiến về phía trước nha. Mục tiêu tiếp theo là bao nhiêu nào Thương ơi? Ba cái điều khác biệt nhất mà giúp anh Nguyễn Trung Hiếu được nghe có vẻ hiểu nhầm rồi. Nguyễn Trung Hiếu là bán được hàng nhiều hơn, định nhiều quá hơn, tiền về nhiều hơn. Thế thì phải câu hỏi đúng thật ra là ba cái điều khác biệt nhất anh làm trong tháng 12 này khác gì so với những tháng khác mà để hàng bán được nhiều hơn, quà về nhiều hơn và tiền về nhiều hơn. Bọn đấy mới là câu hỏi đúng nhá. Chị Hoa Nguyễn là 20 ngày tháng 12 thì gấp 6 lần so với tháng 11. Hay quá. Minh Hoàng là ôi dồi, tổng tiền về 20 ngày của tháng 12 thì gấp 12 lần. Đúng rồi, chúc mừng Minh Hoàng nhé. Tránh Linh này, ba cái điều mà chị cảm thấy khác biệt nhất mà chị làm trong cái tháng 12 này mà khác biệt so với các tháng khác mà giúp cho chị đạt được cái mức tăng trưởng kỷ lục như vậy là: một là ghi chép livestream chi tiết của tỷ phú La Trần Dung; hai là ngộ được tư duy trả cho mình trước, tiền về là mang đi đầu tư, gia tăng tài sản, tiền để ra tiền; ba là bức tranh tài chính có nhiều hình ảnh và cảm xúc hơn. Rồi, Thu Giang là tổng dòng tiền 20 ngày của em là gấp 7,02 lần so với 20 ngày của tháng 11. Chúc mừng Thu Giang nhé. Huế Nguyễn là dòng tiền của em 20 ngày tháng 12 thì gấp 7,9 lần so với 20 ngày của tháng 11. Ôi xổ, chúng ta hay thật đấy. Siêu tuyệt vời luôn. Hoa ID là gấp 2 lần, gấp đôi. Đúng không ạ? Gấp 1 lần là gấp đôi hay là gì đây? Ngọc Phạm là việc khác biệt nhất trong tháng 12 là: một là nghiêm túc hoạt động cùng đội nhóm; hai là viết livestream từng câu từng chữ của tháng 12; ba là luôn xem livestream. Đúng rồi, chúc mừng chị Ngọc Phạm nhé. Anh Kiệt Trần là tập trung vào kết quả, tập trung vào kiến thức. Lý Nghiêm là ba điều khác biệt là ba điều nhé, chứ không phải hai điều. Và chi tiết, càng chi tiết thì sau này mình càng dễ thôi. Chứ thực ra nói là tập trung vào kết quả, tập trung vào kiến thức thì nó khó lắm. Bởi vì có cái tháng nào mình không tập trung vào kết quả và tháng nào mình không tập trung vào kiến thức đâu. Các bạn, những cái kiến thức gì, tập trung vào kiến thức gì mới là điều quan trọng. Lý Nghiêm ba điều khác biệt là xem và ghi chép livestream, đọc sách liên tục và tập trung về tài chính. Chúc mừng Lý Nghiêm nhé. Tuyên Mai Trần, tổng dòng tiền về trong 20 ngày thì trong tháng 12 là 223.510.000, gấp 20 lần so với 20 ngày tháng 1. Chúc mừng Tuyên Mai nhé. Hay quá. Bùi Điệp này, ba cái việc quan trọng là: một là chép livestream từng câu từng chữ; hai là xem livestream của Trần Dung; ba là chia sẻ nhiều bạn theo dõi chất lượng. Hay quá. Đình Vân là ba là bốn yếu tố luôn, là: một là nghe thôi miên bản kết quả tài chính 6 tháng; hai là hình dung liên tục bức tranh kết quả tài chính 30 ngày. Đó, đúng chính xác là việc làm từng ngày như vậy nó khác biệt như vậy đấy. Ba là đọc sách xem kiến thức; bốn là xem livestream của tỷ phú Trần Dung. Chúc mừng Đinh Vân nhé. Tám việc, ba điều khác biệt để đạt giúp mình có số lần tăng trưởng như tại thời điểm hiện tại là kỷ lục tại thời điểm hiện tại là: một là chép livestream cẩn thận từng câu từng chữ; hai là xem livestream và comment tương tác, học được những tư duy ngay và luôn; ba là liên tục giao nhân tốt nhiều và liên tục mở lòng đón nhận nguồn lực mới. Hay quá, chúc mừng Đoàn Văn Việt nhé, chính xác đấy. Nguyễn Đức Dũng, ba cái điều khác biệt đó là xem livestream của tỷ phú La Trần Dung này; hai là chép từng câu từng chữ; ba là nghe thôi miên thường xuyên. Ồ, đó, Dung đấy là rất nhiều các anh chị đang nghe thôi miên này. Cùng tao là nghe thôi miên 6 tháng liên tục.
nghe thông tin của bạn 6 tháng ấy, liên tục luôn. Hai là tuyên bố VKS đầy đủ 8 lần một ngày. Đúng không ạ? Đấy là một ý kiến hay đấy. Ba là xem livestream của chị Dung đều đặn hàng ngày, ghi và chép lại từng câu từng chữ trong livestream. Chúc mừng cùng Thao nhé. Hàng may mắn ba điều khác biệt là đó là một là xem livestream để đạt được mục tiêu tài chính, hai là ngày nào làm chính xác 5 bước như Dung hướng dẫn, ba là liên tục nghe thông tin 30 ngày và 6 tháng. Chúc mừng hàng may mắn nhé, hay đấy. Tất cả các anh chị dường như là Dung thấy là tất cả mọi người đều biết được cái quy trình của chúng ta rồi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là sau này khi mà đến tháng 6 thì chúng ta còn bùng nổ hơn nữa vì chúng ta lại hiểu rất là rõ các quy trình của chúng ta. Đỗ Thị Kim Huế, ba thành công là một là ghi chép livestream từng câu từng chữ, hai là bảo quỹ tài chính liên tục, ba là chia sẻ liên tục. Chúc mừng Đỗ Thị Kim Huế nhé. Đây, Ngô Thơ này, đạt được sự tăng trưởng như vậy là một lần đầu làm thôi miên, đúng không? Thấy không ạ? Chính xác luôn, làm thôi miên đấy là một trong những cái điều mà chúng ta thấy là rất là nhiều các anh chị nhắc đến. Thế là chúng ta phải lấy ngay lập tức làm thôi miên đi nhá. Đúng không ạ? Hai là xem nó chi một tỷ vừa là Trần Dung, ba là tiền về tài khoản nhiều hơn. Mà chúng ta đang nói là ba cái bước mà giúp chúng ta tiền về nhiều hơn mà. Chứ đâu tiền về tài khoản nhiều hơn đâu phải là ba cái điều khác biệt đâu. Đúng không ạ? Mà chúng ta phải thấy là ba cái điều khác biệt gì mà giúp chúng ta làm mà để cho tiền về tài khoản nhiều hơn nhé. Vũ Dương, ba điều khác biệt nhất mà làm nên cái sự tăng trưởng kỷ lục của Dương là một, xem và ghi chép livestream của chị Dung đầy đủ và mai mép sách sức mạnh thức. Rất tuyệt, xem livestream và cả đầy đủ, nghe thông minh nhiều hơn, ba là gặp chị Dung và đội nhóm nhiều hơn, đặc biệt là tham gia chương trình giáo dục chất lượng của chị Dung. Yeah, chúc mừng Vũ Dương nhé. Liên Lisa, hay đấy, lúc này cũng tăng trưởng khá là lớn đây. Ba điều khác biệt là một là xem livestream của Trần Dung ghi chép nghiêm túc, hai là liên tục đọc sách tăng tư duy, ba là viết ra bức tranh kết quả đạt được. Vâng, làm thôi miên chưa Ly ơi, Liên ơi, bạn liên tục làm thôi miên nữa nhé. Thu Hà, ba điều khác biệt nhất trong tháng 12 đó là một là xem livestream của tỷ phú là Trần Dung đầy đủ và comment trong livestream để hưởng trường năng lượng, hai là ghi chép từng câu từng chữ trong livestream tháng 12, ba là liên tục ra nhiều nhân tốt cho mọi người. Nice, chúc mừng Hà nhé. Đặng Hà Vân, ba yếu tố giúp đạt kết quả mạnh mẽ của Hà Vân này, một là bọn điểm về hơn 1 tỷ 8 này của Hà Vân đây này, chúng ta cùng nghe nhé. Một là tư duy tăng lên bằng đọc sách sức mạnh kiến thức, nâng cao tiêu chuẩn ra quyết định mạnh mẽ sở hữu tài sản 1 triệu incoin. Hai là nghe thôi miên, đó đúng không ạ? Rất là nhiều bạn đang nghe thôi miên. Ba là chị Dung làm livestream ghi chép đầy đủ và đọc sách sức mạnh kiến thức. Yeah, chúc mừng là Hà Vân nhé. Chị Trần Khen này cũng rất là đạt được cái kết quả rất là lớn này. Một là xem trực tiếp và tương tác livestream trên livestream của tỷ phú Trần Dung nhận siêu nhiều năng lượng, hai là chép từng câu từng chữ livestream tháng 12, ba là cứ có tiền về để mang đi đầu tư luôn, đúng không ạ? Tốt nghiệp đại học quản lý tiền, gia tăng tài sản. Ôi, mình chỉ khen chính xác đấy. Dung thấy là phần lớn những anh chị nào mà đạt được kết quả lớn đấy thì gần như là 100% tất cả những anh chị đấy đều là cứ có tiền về là mang đi đầu tư luôn, thì tiền về rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì là tập trung vào gia tăng tài sản mà. Khi mà gia tăng tài sản ấy thì thu nhập nó phải tăng lên để gì? Tài sản gia tăng lên, đúng không ạ? Để tài sản gia tăng lên thì cần phải có gì ạ? Có tiền thì mới đầu tư được. Thì khi mà chúng ta tập trung vào gia tăng tài sản thì tự nhiên thu nhập của chúng ta sẽ tăng lên. Đó, chúng ta thấy hay không? Chị Nguyễn Hằng này, ba điều khác biệt là một là xem livestream ghi chép từng câu từng chữ, hai là tổng kết thành công hàng ngày. Chính xác rồi, đúng không ạ? Một trong những điều cũng rất là quan trọng đó là gì ạ? Tổng kết thành công hàng ngày. Ba là chia sẻ livestream xem chung. Chúc mừng chị Nguyễn Hằng nhé. Anh Trần Văn Giáp này, ba điều khác biệt là một là xem và ghi chép livestream chi tiết nhanh hơn, ba là khả năng tập trung cao hơn, chia sẻ cho nhiều người biết đến sức mạnh thức, ba là mục tiêu đặt cụ thể rõ ràng hơn. Ui sồi ôi anh Giáp nhờ, bây giờ mới đặt cụ thể rõ ràng hả? Chúc mừng anh Trần Quang Giáp là tốt nghiệp bài học nhé. Chị Đinh Thị Phương Dung, ba điều khác biệt nhất này là một là xem livestream liên tục của tỷ phú La Trần Dung, hai là ghi chép từng câu từng chữ, ba là tập trung vào kết quả tài chính, liên tục hình dung bức tranh kết quả. Hay đấy, đúng không ạ? Liên tục hình dung, đúng không ạ? Dung nhìn thấy nhiều nhất đó là gì? Nghe thôi miên này, xem livestream là tất cả của chúng ta đều có này, đúng không ạ? Đấy là cái hướng trường năng lượng của chúng ta rất là lớn này. Thứ hai là chúng ta đều là tập trung vào cái kết quả tài chính của chúng ta bằng cách là có những anh chị là liên tục hình dung tưởng tượng, hoặc là xem, hoặc là tự gì ạ? Tự nghe thôi miên, đúng không ạ? Thứ ba là đọc sách sức mạnh kiến thức, gia tăng tư duy. Thứ tư là liên tục là đầu tư gia tăng tài sản trả cho mình trước. Đó ạ, Nguyễn Mùa đây cũng đạt con số rất lớn, là ấn tượng là hơn 1 tỷ mấy đây. Đó ạ. Mùa là gì ạ? Ba cái việc là một là chăm chỉ nghe thôi miên, hai là mai mép sách sức mạnh cùng đội nhóm, ba đội nhóm đoàn kết tập trung hơn. Chúc mừng Nguyễn Mùa nhé. Hà Thu Thủy, ba điều khác biệt là một làm theo các bước livestream hướng dẫn, đọc sách sức mạnh kiến thức, xem livestream ghi chép từng câu từng chữ, ba là tập trung vào tài chính. Chúc mừng chị Hà Thu Thủy nhé. Hoàng Tình này, ôi rồi, ba mục tiêu khác biệt của em là một là viết livestream của chị Dung từng câu từng chữ, hai là xem livestream của chị Dung đầy đủ, ba là đặt mục tiêu
Ba là đạt mục tiêu tài chính 50 triệu rồi chị Dung ơi. Yes. Tôi cho tiền, xin cảm ơn Dung ơi. Chúc mừng Hoàng Tình nhé. Ôi hay quá, đặt mục tiêu là lợi nhuận trong tháng này là 50 triệu thì bạn ấy đã đạt rồi, cả nhà cùng chúc mừng Hoàng Tình nhé. Ủa, rất là nhiều anh chị em mà đến mới ngày thứ 20 ở livestream thôi mà chúng ta đã đạt được cái con số tài chính của chúng ta rồi. Hay quá. Thu Giang, ba điều khác biệt nhất là xem ghi chép từng câu từng chữ livestream tháng 12 này, làm các bước đầy đủ bản thân miên rất là nhiều cảm xúc. Ba là có lợi nhuận về đầu tư luôn. Chúc mừng Thu Giang nhé, để gia tăng tài sản. Chị bạn Linh Loan là xem livestream đều đặn ghi từng câu từng chữ, liên tục nghe thôi miên, nói chuyện với tiềm thức như người em ruột thịt, liên tục tái thiết lập lại bản tài chính trong tâm thức, liên tục bỏ quỹ tự tài chính hàng ngày, ngộ ra nhiều tư duy khi đọc sách và xem livestream. Thứ ba là ngộ ra nhiều tư duy đọc sách, xem livestream đầu tư gia tăng tài sản. Chúc mừng chị bạn Linh Loan nhé. Thế thì chúng ta cứ tiếp tục giữ duy trì những cái điều này và gì ạ, tiến về phía trước. Mai Ngọc Quang là ba cái điều quan trọng là gì? Bạn là ghi 4 điều luôn. Một là xem live stream tỷ phú là Trần Dung, nghiêm túc ứng dụng và là làm đầy đủ theo các bước trong live stream. Hai là ghi chép từng câu từng chữ. Ba là đem tiền đi đầu tư trả cho mình trước. Bốn là lan tỏa chia sẻ giá trị live stream. Chúc mừng ngay Hoàng Quang nhé. Đây, Khúc Quang Vương đây. Bạn cũng biết là 4 điều luôn, đúng không ạ? 4 điều mà rất là khác biệt trong tháng này. Một, để đạt được cái mức là gì, Dung đấy là gì à? Mấy tỷ nhỉ? Hình như là 5 tỷ, 4 tỷ mấy đấy đúng không ạ? Một là nghe liên tục hai bản thôi miên, kết quả tài chính 6 tháng và 30 ngày, hình dung bức tranh tài chính liên tục. Hai là xem live stream đầy đủ, ghi chép mind map đầy đủ live stream tháng 12. Xem live stream đầy đủ thì có vẻ đúng. Ba là tiền về là đem đi đầu tư trả cho mình trước luôn, hay quá. Bốn là tham dự và rủ bạn đi cà phê offline đầy đủ các buổi học của chị Dung. Chúc mừng các Hoàng Vương nhé. À, tôi chân thật sự cảm ơn Diệp ơi, đúng không ạ? Vâng, là đang ghi chép live stream đầy đủ hơn rồi. Ba điều khác biệt của em là một là tốt nghiệp đại học đem 90% thu nhập đem đầu tư trả cho mình trước. Ôi, bây giờ mới tốt nghiệp đại học với thơ đây, thơ anh đây. Hai là xem live stream Dung ghi chép từng chữ. Ba là nghe thơ miên hình dung tưởng tượng của trên kết quả tài chính liên tục, làm đúng VKS luôn. Và bốn là đọc sách sâu hạnh thức. Ôi, Dung đấy là rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta thấy là kể là cái khả năng tự giác chúng ta cao đấy, bắt đầu cao lên hơn nhiều rồi đấy. Minh Anh, ba điều khác biệt là một là xem livestream tỷ phú Trần Dung, hai là ghi chép từng câu từng chữ trong livestream của chị Dung, ba là làm đầy đủ các bước chị Dung chia sẻ. Chúc mừng Minh Anh nhé. Anh Harry Hào, ba bước là xem livestream nghiêm túc, ghi chép livestream chi tiết từng câu từng chữ, ba là bản thân miên siêu cảm xúc, siêu tuyệt vời. Thế thì chúng ta sẽ tổng kết lại những cái gọi là những cái bước của tất cả những cái anh chị em trong cộng đồng của chúng ta, đúng không ạ? Mà giúp cho họ có cái sự tăng trưởng như vậy thì chúng ta sẽ ghi chép lại thành quyển bí kíp của chúng ta. Và để tháng sau khi chúng ta sử dụng tất cả các bí kíp này giúp chúng ta có một cái sự đà tăng trưởng cực kỳ lớn hơn nữa. Và chị Tâm, Đào Thị Tâm là ba điều khác biệt là xem livestream của tháng 12 của Trần Dung và làm luôn livestream chia sẻ luôn lại em sau và bỏ quỹ tự tài chính đầy đủ. Chúc mừng chị Đào Thị Tâm nhé. Chứng tỏ là những tháng khác là không bỏ quỹ tự tài chính đầy đủ à? Anh Kiệt Trần là ba điều khác biệt là một là nghe livestream tương tác này, chính xác. Hai là nghe thông minh ghi chép từng câu từng chữ, ba là đọc sách sức mạnh thức. Wow, bỏ quỹ tự tài chính. Chúc mừng Kiệt Trần nhé. Đấy, phải thế mới là đúng. Ôi, Dung thấy là ở dưới là còn rất nhiều các anh chị em khác nữa bạn đang comment, đúng không ạ? Ôi, rất là nhiều luôn, Dung thấy nhiều khủng khiếp luôn này. Ở dưới là còn rất là nhiều comment nữa. Và Dung thấy là Dung tin rằng là với cái việc mà chúng ta tổng kết lại cái những điều khác biệt đây, là Dung chỉ nói là trong thời gian ngắn hạn chúng ta thì chúng ta có thể tổng kết được 3 điều khác biệt thôi, nhưng về nhà thì chúng ta có thể tổng kết là 10 điều khác biệt, 20 điều khác biệt mà giúp chúng ta đạt được ra cái sự mà tăng trưởng kỷ lục trong cái tháng 12 này, đúng không ạ? Để nó trở thành những cái bí kíp của chúng ta, để những cái tháng tới để đạt được cái kết quả cao hơn thì chúng ta cần phải làm chính xác những cái bước mà chúng ta đã làm trong tháng này, và thậm chí là còn đầy đủ hơn nữa và nghiêm túc và tập trung hơn nữa, thì để trong tháng 1 tới, đúng không ạ? Tháng 1 của năm 2017, tháng 1 của năm 2019 tới thì chúng ta còn bùng nổ hơn là tháng 12 của năm 2018. Đấy chứ ạ, tức là gì ạ? Khi chúng ta có tổng kết bí kíp, đúng không ạ? Là những cái bí kíp này giúp chúng ta nhanh chóng đạt được cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta trong tháng 12 này, thì nó sẽ là cái bước đà, cái nền tảng, và chúng ta cần phải làm chính xác như vậy đến tháng 1, đúng không ạ? Đến tháng 1 và làm đầy đủ, tập trung và nghiêm túc hơn, để ngay tháng 1 năm 2019 thì chúng ta sẽ bùng nổ bùng rất là lớn, đúng không ạ? Và mang rất là nhiều tiền về quyền thêm. Rồi, rất là tuyệt vời. Chúc mừng tất cả chúng ta, đúng không ạ? Và
nhớ là sau livestream chúng ta sẽ cùng tổng kết lại là 20 cái điều khác biệt chúng ta đã làm trong cái điều trong cái tháng này, chúng ta làm cái điều gì đó nghiêm túc hơn, khác hơn so với những tháng khác để làm gì ạ? Để giúp cho chúng ta đạt được những cái bước tiến rất là gọi là tuyệt vời trong cái tháng tiếp theo, những tháng tiếp theo nữa. Bạn vô hùng, ba điều khác biệt là một, làm lại bản thân mình một tháng và sáu tháng với nhiều cảm xúc và hình ảnh sinh động hơn, nghe nhiều lần mỗi ngày. Hai là xem livestream của tháng 12 chị Dung mỗi ngày, update kiến thức tư duy mới. Ba là quyết định mang tiền đi đầu tư trả cho mình trước nhiều hơn, và thế là tiền lại về nhiều hơn. Trường năng lượng thay đổi lớn từ khi đi du lịch cùng với đội nhóm sang Manila cùng cộng đồng giáo dục chất lượng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là sang tháng, những tháng tới chúng ta còn đi du lịch, đi châu Âu thì còn năng lượng, trường năng lượng còn thay đổi nhiều hơn nữa. Rồi, rất là cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự livestream đến tận bây giờ, đến tận phút này. Và chúng ta nhớ rằng là tiếp tục ghi chép lại cẩn thận và đọc sách sức mạnh đức. Hẹn gặp lại chúng ta vào 22 giờ tối ngày mai. Mặc dù là Dung biết là ngày mai chúng ta sẽ có rất nhiều các anh chị em là đi Noel, nhưng mà Dung vẫn tiếp tục là giữ duy trì cái liên tục 30 ngày của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp lại là 20 giờ và lúc 20 giờ tối mai, 22 giờ tối mai, 10 giờ và lúc 10 giờ tối mai đấy ạ, trong chương trình livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh kiến thức để đạt được chính xác kết quả mình mong muốn, với việc là chủ đề ngày mai là ứng dụng sức mạnh kiến thức để bán các tài sản lớn, đúng không ạ? Bán các tài sản lớn. Ok, rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta dùng lại cho chúng ta cả là 30 giây để chúng ta kết thúc nốt cái câu viết của mình, đúng không ạ? Hôm nay rất là thành công rồi. Mọi thấy là tất cả chúng ta đều có một sự tăng trưởng và bứt phá cực kỳ mạnh mẽ. Siêu hạnh phúc luôn. Yes. Tôi xin cảm ơn rất là. Rồi, rất tuyệt vời. Chào tất cả các anh chị em nhé.